Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 21 tháng 11 và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên, huyện Tiên Lữ và Phù Cử. Họp báo về lễ hội cam Hưng Yên, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng. Hiệu quả từ chuyển đổi đất ngoài bãi sang trồng cây ăn quả trên địa bàn thành phố Hưng Yên. Dự án khó triển khai vì xã cho thuê đất trái phép. Xây nghĩa trụ giữ gìn hai cổng làng hàng trăm tuổi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri thành phố Hưng Yên. Sự buổi tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Đoàn Thị Thanh Mai, Ủy viên Thường trực Ban Kinh tế của Quốc hội, bà Vũ Thị Nguyệt, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại thành phố Hưng Yên. Cùng dự có các ông Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên, ông Đỗ Xuân Sảng, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri về kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại kỳ họp, báo cáo kết quả về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16 sẽ diễn ra trong 3 ngày vào trung tuần tháng 12 tới. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thông qua, xem xét, cho ý kiến vào các báo cáo, tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án, tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, kiện toàn ủy viên, Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời tiến hành thảo luận, chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp và nhiều nội dung quan trọng khác. Tại buổi tiếp xúc, cử tri thành phố Hưng Yên bày tỏ sự phấn khởi trước những thành tựu mà đất nước tỉnh ta đạt được trong năm 2018. Nhiều cử tri thành phố Hưng Yên có ý kiến, kiến nghị, đề nghị tỉnh và các ngành chức năng cần làm tốt hơn nữa công tác quản lý đất đai, hỗ trợ nhân dân xã Trung Nghĩa di chuyển mồ mả, giải phóng mặt bằng cho khu Đại học Phố Hiến, xây dựng nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất. Cần phải siết chặt vấn đề cung cấp nước sạch, giá bán nước sạch của các nhà máy tới người dân theo đúng quy định, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng lắp đặt đường ống thu gom nước thải tại các tuyến đường thành phố, tránh ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Nâng cao trách nhiệm lãnh đạo cán bộ thành phố trong giải quyết công việc và phục vụ đảm bảo quyền lợi của nhân dân. Ngoài ra, các đại biểu còn kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc quản lý các khoản thu trong trường học, bảo hiểm, y tế, phụ cấp cho cán bộ hội người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong. Tại buổi tiếp xúc, ông Đỗ Tiến Sĩ, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã trân trọng tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri và giải đáp những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời thông tin rõ thêm một số kết quả nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đã quyết nghị. Kết quả tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018. Các ý kiến của cử tri liên quan đến Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội sẽ phản ánh kịp thời đến các cơ quan nhà nước xem xét giải quyết. Ông Đỗ Tiến Sĩ nhấn mạnh, thành phố Hưng Yên không chỉ là trung tâm chính trị, văn hóa mà phải là trung tâm kinh tế của tỉnh. Vì vậy, cán bộ và nhân dân thành phố cần phải đoàn kết và đồng thuận cao hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chung. Sáng nay, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri huyện Tiên Lữ trước kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Sự buổi tiếp xúc có ông Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông báo với cử tri về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018, kế hoạch năm 2019, kết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh. Cử tri huyện Tiên Lữ đã có nhiều ý kiến phản ánh tập trung vào một số nội dung như vấn đề thủy nông do xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện triển khai còn chậm, tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải chăn nuôi trong khu dân cư, đẩy nhanh tiến độ khảo sát nâng cấp một số tuyến đường xuống cấp trên địa bàn thị trấn Phương, xã Trung Dũng, Cương Chính, chất lượng nước sạch của nhà máy nước xã Thụy Lôi không đảm bảo, di tích lịch sử đình thôn An Tào xã Cương Chính xuống cấp. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Đỗ Xuân Tuyên đã tiếp thu giải trình các ý kiến của cử tri.
các ý kiến vượt thẩm quyền được tổng hợp và trình lên các đơn vị có thẩm quyền để có ý kiến trả lời cử tri trong kỳ họp tới. Đồng thời, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, huyện Tiên Lữ cần tập trung tăng thu ngân sách, tiếp tục xử lý dứt điểm các trường hợp xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp, hoàn thiện, rà soát, tinh giản biên chế, nhất thể hóa bí thư kiêm trưởng thôn, để nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình, cụm công nghiệp. Sáng nay, ông Đặng Minh Ngọc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Phù Cừ đã tiếp xúc với cử tri các xã của huyện Phù Cừ. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã kiến nghị tập trung vào một số nội dung như nguy cơ tiềm ẩn về an ninh trật tự, nhất là tình trạng tín dụng đen, một số vấn đề cần khắc phục để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường tỉnh DT386 qua địa bàn và các tuyến đường huyện quản lý, chế độ chính sách hỗ trợ xin việc cho con của người có công, các vấn đề về giao thông, thủy lợi, cơ chế hỗ trợ thành lập và hoạt động của các hợp tác xã vệ sinh môi trường, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất nông nghiệp, băn khoăn về giá đấu nối sử dụng nước sạch, mong muốn được tăng cường mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho nông dân. Phát biểu tại điểm tiếp xúc cử tri tại xã Đình Cao, ông Đặng Minh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin làm rõ một số kiến nghị thuộc phạm vi thẩm quyền, các nội dung, vấn đề khác được tiếp thu gửi tới Hội đồng Nhân dân tỉnh trong kỳ họp tới và các cơ quan chức năng giải quyết, nhất là giải quyết triệt để kiến nghị của cử tri về tín dụng đen. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là thông báo về kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021. Kỳ họp thứ 7 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2016-2021 được tiến hành trong 2,5 ngày từ ngày 10 tháng 12 đến hết ngày 12 tháng 12 năm 2018, khai mạc 8 giờ ngày 10 tháng 12 năm 2018, tức thứ Hai, để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16. Các ngày diễn ra kỳ họp đều được Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, truyền hình trực tiếp. Vậy Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trân trọng thông báo để toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh được biết và theo dõi kỳ họp. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ký thay Chủ tịch, Phó Chủ tịch Đỗ Xuân Sảng. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp báo chuẩn bị lễ hội cam, hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng Hưng Yên năm 2018. Lễ hội hội chợ nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm cam Hưng Yên và các mặt hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Hưng Yên cũng như các tỉnh trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Qua đây để tăng cường kết nối thương mại, phát triển thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa người trồng cam Hưng Yên với nhà phân phối, thị trường tiêu thụ. Lễ hội có quy mô 250 gian hàng. Tỉnh Hưng Yên hiện có gần 1.500 hectare cam. Sản lượng hàng năm đạt khoảng 26.000 tấn quả. Đa số các diện tích cam Hưng Yên được trồng tập trung ở cánh đồng mẫu lớn theo quy trình Việt Gáp, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Thời gian thu hoạch từ tháng 11 đến tháng 2 năm sau. Lễ hội cam hội chợ hàng công nghiệp nông thôn và nông sản vùng đồng bằng sông Hồng Hưng Yên năm 2018 diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 24 đến ngày 29 tháng 11 năm 2018 tại Trung tâm Thương mại, huyện Mỹ Hào. Thưa quý vị và các bạn, nhận thấy hiệu quả kinh tế đem lại cao gấp nhiều lần so với trồng ngô, nên nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Hưng Yên đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ngoài bãi sang trồng cây ăn quả. Sau khi đi học hỏi kinh nghiệm ở nhiều nơi, năm 2013, ông Lê Thế Kế, thôn An Châu 2, xã Hoàng Hanh đã mạnh dạn và là người tiên phong mang cây có múi về trồng tại vùng đất bãi hiệu quả thấp sang trồng 6 sào cam Hưng Yên, bưởi diễn, bưởi da xanh. Một sào ngô được 2 tạ nhưng phải chi phí một nửa. Thế nhưng mà đây một sào bưởi hoặc sào cam chúng tôi cứ trừ hết chi phí đi, mỗi một sào được khoảng 20 triệu. Đấy là năm thứ 2, thứ 3, còn năm đầu chỉ được 5-7 triệu thôi. Nhận thấy trồng cây ăn quả hoàn toàn phù hợp với đồng đất của địa phương, lại cho hiệu quả kinh tế cao nên đến nay, xã Hoàng Hanh đã chuyển đổi được trên 70 ha trong tổng số 200 ha đất ngoài bãi sang trồng cây nhãn và cây có múi. Đến thời điểm hiện tại, một số diện tích trên đã bắt đầu cho thu hoạch, trừ chi phí một sào cho thu lãi trên 10 triệu đồng, cao gấp 4 đến 5 lần so với trồng ngô. So với cái trồng cây màu thì nó có hiệu quả kinh tế cao hơn rõ rệt. Chủ trương của Đảng ủy và Ủy ban nhân xã tiếp tục cho nhân rộng các cái diện tích là một cái vùng xen kẹp trũng xa xấu để cho bà con tiếp tục như vậy là đưa cái cam, cái bưởi, cái có múi vào.
Thành phố Hưng Yên hiện đã chuyển đổi được trên 500 ha diện tích đất ngoài bãi vốn trước đây trồng ngô sang trồng cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, trung bình 1 ha canh tác cho thu lãi gần 300 triệu đồng, tập trung nhiều tại phường Lam Sơn, xã Quảng Châu, xã Hùng Cường, Hoàng Hành. Theo Phòng Kinh tế Hạ tầng thành phố cho biết, đến năm 2019, thành phố Hưng Yên sẽ tiếp tục chuyển đổi 90 ha đất ngoài bãi sang trồng cây ăn quả. Để giúp người lao động được thụ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn người lao động làm thủ tục đảm bảo nhanh chóng, kịp thời và đúng chế độ. Từ đầu năm đến nay, Phòng Bảo hiểm thất nghiệp Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đã tiếp nhận gần 7.000 hồ sơ của người lao động yêu cầu được giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp. Qua thẩm định đã có gần 6.800 hồ sơ của người lao động đủ điều kiện và được chi trả bảo hiểm thất nghiệp với số tiền gần 79 tỷ đồng. Nhằm hỗ trợ lao động thất nghiệp tìm được việc làm phù hợp, Trung tâm Dịch vụ Việc làm cũng đã tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho trên 7.700 lượt lao động, đồng thời hỗ trợ nhiều lao động thất nghiệp học nghề phù hợp để ổn định cuộc sống. Với một lòng hướng về quê hương, ông Đỗ Sĩ Phúc hiện đang sinh sống tại số 10, Hàng Đồng, thành phố Hà Nội, công đức 800 triệu đồng để tu sửa và tôn tạo các công trình kiến trúc đình chùa tại xã Hồng Quang, huyện Ân Thi. Ông Phúc từng sinh sống tại thôn Ân Thi 2, xã Hồng Quang, gần 60 năm xa quê, nhưng ông Phúc luôn tích cực đóng góp và có nhiều việc làm cùng nhân dân xây dựng quê hương. Điển hình là từ năm 2015, ông Phúc đã đóng góp 800 triệu đồng để tu sửa, tôn tạo các công trình văn hóa khang trang, sạch đẹp, phục vụ sinh hoạt văn hóa, tôn giáo cho nhân dân trong vùng như Đình Tây, Chùa Tây Thi, thôn Ân Thi 3, Đình Đông, Chùa Đông, thôn Ân Thi 1 và Chùa Vũ Dương, thôn Vũ Dương. Ngoài ra, hiện gia đình ông còn đang đóng góp cùng với bà con trong xã xây dựng nâng cao tiêu chí nông thôn mới. Tôi rất mừng, tôi rất phấn khởi là vì số tiền tôi bỏ ra thì rất có ích, rất là thiết thực cho địa phương. Tôi sẽ ủng hộ tiếp nữa. Vì sao? Vì mỗi một cái số tiền tôi ủng hộ cho địa phương mà, tôi thấy nó phát huy được tác dụng lắm. Do Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm cho hộ dân thuê đất hành lang giao thông thủy lợi trái phép để kinh doanh gây khó khăn cho doanh nghiệp đã đầu tư triển khai dự án. Dự án của công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Sơn Hải 159 có diện tích gần 3.000 m2, nằm tiếp giáp mặt đường quốc lộ 5 trên địa bàn thôn Ngọc Lịch, xã Trưng Trắc. Dù doanh nghiệp đã hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật, được các cơ quan quản lý nhà nước chấp thuận dự án, hoàn thành việc thu hồi, bàn giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2005, nhưng từ nhiều năm nay, Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc vẫn liên tục cho một số cá nhân thuê trái phép diện tích đất hành lang giao thông, hành lang thủy lợi, chiếm gần như toàn bộ phía mặt tiền, giáp đường quốc lộ 5 của dự án, gây khó khăn cho doanh nghiệp triển khai dự án. Doanh nghiệp đã kiến nghị Ủy ban Nhân dân xã Trưng Trắc chấm dứt việc cho thuê đất trái phép, nhưng các vi phạm vẫn tồn tại kéo dài. Khi dự án được phê duyệt từ năm 2005 là doanh nghiệp rất khó khăn trong cái việc giải phóng mặt bằng để doanh nghiệp thi công, nhưng mà dân người ta lấn chiếm rất nhiều ở ngoài, hết cả phía mặt đường của doanh nghiệp, nên là trong cái việc thi công rất khó khăn. Dù nhiều lần tổ chức giải tỏa, xử lý những trường hợp vi phạm, nhưng tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông trên địa bàn huyện Tiên Lữ vẫn tái diễn. Những tấm biển quảng cáo pano mọc lên với mật độ dày đặc như thế này, thường xuyên được treo và đặt sát ra lề đường, thậm chí xuống cả lòng đường, là hình ảnh diễn ra tại nhiều điểm trên địa bàn huyện. Cụ thể như ở chợ Triều, thị trấn Vương, Dị Chế, chợ Chùa, xã Nhật Tân, khu vực phố Ba Hàng, xã Thủ Sĩ, phố Xuôi, xã Thụy Lôi. Điều này không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn giao thông, do các điểm tái vi phạm đều là những con đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông dày đặc. Đề nghị chính quyền địa phương sớm có biện pháp cương quyết xử lý để đòi lại vỉa hè thông thoáng, lập lại trật tự an toàn giao thông. Thời gian qua, tại một số địa phương, việc dùng xe ô tô không đủ đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết niên hạn sử dụng đưa đón học sinh đã và đang gây mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Theo báo cáo từ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Hưng Yên, năm 2018, số xe hết niên hạn sử dụng là 84 xe, trong đó có 25 xe ô tô chở người hết niên hạn sử dụng. Việc các phương tiện hết niên hạn sử dụng mà vẫn tham gia giao thông sẽ tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn. Điều đáng lo hơn
là khi nhiều ô tô sắp hết hạn sử dụng hoặc đã hết niên hạn tự ý sang nhượng, chuyển đổi mục đích sử dụng từ kinh doanh vận tải sang đưa đón học sinh tại các huyện thành phố, trong đó tập trung ở các huyện Mỹ Hào, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên. Điều đáng lo ngại là phần lớn các xe đều đã cũ nát, không được kiểm định, đã và đang tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, mất an toàn rất lớn. Trước thực trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo số 3263 giao cho cơ quan chức năng rà soát kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp dùng xe quá niên hạn chở học sinh. Là một trường có bề dày truyền thống trong nhiều năm qua, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật huyện Khoái Châu luôn đi đầu trong các phong trào dạy và học. 100% học sinh của trường đỗ cấp 3 và giành giải cao trong các cuộc thi cấp huyện và cấp tỉnh. Với mục tiêu giáo dục học sinh một cách toàn diện, trường Trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật luôn chăm lo đến việc giáo dục tri thức cũng như tăng cường các hoạt động ngoại khóa, các hoạt động thể chất cho học sinh. Công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi là một việc được nhà trường đặc biệt chú trọng và đã đạt được những kết quả rực rỡ. Nhà trường có nhiều học sinh đạt học sinh giỏi cấp quốc gia và học sinh giỏi cấp tỉnh. Tiêu biểu như em Lê Nguyệt Minh đạt giải nhì liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018, em Hoàng Minh Chí đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa, em Đỗ Thị Minh Châu giải nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn hóa. Hầu hết các em thủ khoa của các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Khoái Châu đều là học sinh của trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật. Hàng trăm học sinh của nhà trường đã trở thành giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ khoa học, doanh nhân trẻ tiêu biểu. Làng Xuân Cầu thuộc tổng Xuân Cầu xưa kia, nay thuộc xã Nghĩa Trụ huyện Văn Giang, là một vùng quê có truyền thống văn hiến lâu đời. Hiện làng còn giữ được nhiều không gian văn hóa độc đáo, nổi bật là hai chiếc cổng làng cổ hàng trăm tuổi. Xã Nghĩa Trụ có hai cổng làng cổ, tuy nhiên cổng làng Phúc Thọ còn nguyên vẹn kiến trúc cổ xưa. Trên cổng không còn ghi năm xây dựng, nhưng có ghi năm 1914 đã được trùng tu lần một. Những cụ cao niên trong làng cho biết từ đời ông cha của họ, cổng làng đã có. Cổng làng được xây theo kiểu thượng lầu, hạ cổng, với kết cấu bằng gạch, vôi trộn với mật, muối, rất chắc chắn. Cổng có bốn mảng kiến trúc rõ ràng, phần chính của cổng là vòng cổng xây cuốn, hình vành trăng. Liên kết với vòng cổng là hai bên trụ cổng xây thẳng đứng, giáp với mặt đường là chân trụ. Phía trên chân trụ là thân trụ, đắp vẽ công phu, liền với cổ trụ là lồng đèn. Mặt cổng trang trí những gờ, chỉ, con triện, hoa lá cách điệu, làm nổi bật chữ đại tự ý nghĩa như Xuân Đài Thọ Vực. Mặt trong của cổng là bốn chữ đại tự, thủ cái chư dự. Trên bốn trụ đắp nổi các câu đối gồm 11 chữ nói về vẻ đẹp thuần phong mỹ tục của làng Xuân Cầu xưa. Phía trên là vọng lâu, mỗi góc đều có các đầu đao. Cổng làng sừng sững trải qua thời gian đã nhuốm màu rêu phong, các họa tiết câu đối đã phai mờ gần hết, nhưng cổng làng Xuân Cầu xưa đã trở thành biểu tượng văn hóa độc đáo của xã Nghĩa Trụ. Vừa qua, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh tổ chức bế mạc giải vô địch bóng đá nam công nhân viên chức lao động lần thứ 7 năm 2018. Giải bóng đá nam công đoàn các khu công nghiệp tỉnh diễn ra từ ngày 23 tháng 9 đến ngày 18 tháng 11, có 32 đội bóng tham dự, chia làm 8 bảng. Sau 63 trận thi đấu với sự quyết tâm cố gắng của gần 500 cầu thủ và sự điều hành các trận đấu của tổ trọng tài, cùng sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các vận động viên đã thi đấu hết mình, cống hiến những pha bóng hay, những bàn thắng đẹp và thi đấu với tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi, đem lại thành công cho giải. Kết thúc giải đấu, ban tổ chức đã trao cúp vô địch cho đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp Steico Việt Nam, khu công nghiệp Thăng Long 2. Giải nhì thuộc về đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Thép Hòa Phát Việt Nam. Hai giải ba thuộc về đội bóng công ty trách nhiệm hữu hạn Hamaden Việt Nam và công ty trách nhiệm hữu hạn Doco Vina Việt Nam. Do không được quản lý chặt chẽ, sân vận động tỉnh đang trở thành nơi mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân đến đây để tập luyện thể thao. Đã nhiều tháng nay, sân vận động tỉnh trở thành tụ điểm cho các đối tượng nghiện ma túy hút chích, bơm kim tiêm vứt ngổn ngang hai bên lối đi. Đặc biệt tại các hốc tường xung quanh khán đài đã bị các đối tượng nhét rất nhiều kim tiêm, tiềm ẩn nguy hiểm đối với người dân khi đến đây luyện tập thể dục thể thao. Theo như tìm hiểu của nhóm phóng viên, các đối tượng này thường đến đây vào khoảng thời gian vắng người là lúc sáng sớm và đêm muộn. Hơn nữa, trong thời gian này, khu vực đường Trưng Trắc đang được sửa chữa, rất ít người qua lại, nên những đối tượng nghiện hút lại hoạt động ngang nhiên hơn. Mong rằng chính quyền địa phương, các ngành chức năng sớm có biện pháp xử lý để đảm bảo an ninh trật tự, người dân yên tâm tập luyện thể thao.